Xin chào mọi người. Thì uh, uh, hôm nay thì em có một cái dê này. Thì đây là cái loại lan này gọi là một cái dê rất là đặc biệt luôn mọi người. Cái hoa của nó thì như cái hoa giả hát bình thường á thì nó chỉ có đúng hai mắt thôi. Còn riêng cái thằng giả hát này thì nó có tới lần sáu mắt lận. Tức là nó ngoài hai mắt ở trên phần lưỡi thì nó còn thêm bốn mắt ở trên uh, cánh nữa nhé mọi người. Đó là nó, cái điểm đó nó tạo nên cái nét rất đặc biệt Và cái nét kỳ dị dành cho cái loại à, giả hạt này đó, Thì à, cái cây này thì à, có cây mẹ đây Và những cái cây con đó, Những cái cây con đây nè Cây này thì rất là khỏe nha mọi người đây thì hôm nay em quay clip lên thì chia sẻ cho các bác anh chị chúng ta có nhu cầu siêu tầm cái cái về lan giả hạt sâu mắt này thì cái này có tên gọi là sâu mắt Thái Bình nhé mọi người sâu mắt Thái Bình thì em sẽ để thêm cái hình ảnh hoa ở trên hình đại diện clip cho mọi người chúng ta dễ theo dõi hoặc mọi người có thể muốn xem hình thì vào nhắn tin Zalo em em gửi hình cho xem thôi hoa cực kỳ đẹp cực kỳ đặc biệt luôn nha có tới tầng sáu mắt lận rồi thì hôm nay em có một ít cây đây cứ đây đó. Rồi và mọi người nếu mọi người mua thì em sẽ cắt ra kỳ và em gửi cho mọi người nha, cắt từng tách từng kỳ ra đó gửi cho mọi người. Rồi và giá thì em để trên tiêu đề thì mọi người mua thì cứ liên hệ tới hoặc nhắn tin tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được. À, liên hệ Đại nè, tám nha mọi người. Đó cái giống này nó rất khỏe và nó làm cây làm kinh tế cũng rất là tốt mọi người người ngày xưa ngày xưa từ một cái dây nhỏ nhỏ này thì trồng lớn 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 dần dần lên thì nó ra cây đó làm kinh tế bắt đầu chia sẻ thôi loại này ngày xưa nó mắc tiền lắm mọi người à, những cái năm gần đây thì do phú thọ với ho nó à, được săn lùng dữ quá nên là thành ra mấy cái thằng này thì giá nó mới giảm đi nha à, nó giảm đi thì phù hợp cho mọi người chúng ta sưu tầm dễ nè à, một cái loại hoa cực kỳ đặc biệt nên có trong vườn nhà À, giá nó cũng bình dân thôi mọi người Giá thì chưa tới 1 triệu 1 kỳ Mọi người cái à, theo dõi giá em để trên tiêu đề là được nha Rồi Đây kỳ này cây thì nó cỡ 2, 3, 4cm Nhưng mà được cái là Nó thân nó khỏe Thằng này em chưa đo lắm Chưa đo nhưng mà đây mọi người tại xem Cây ngọn đồ đang đi rất khỏe nha Rồi xin chào mọi người à, Mọi người mua cứ liên hệ nha Nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được 6 Bắc Thái Bình ạ